Hello các bạn, hôm qua chúng ta đã thực hiện tô xong chữ cái E rồi và làm quen các chữ cái nét của chữ cái E. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chữ cái E nha các bạn nha. Chúng ta sẽ khoanh tròn chữ cái E có trong tên gọi của con ếch này, quả khế này, quả lê này. Tô màu cho chữ cái E rỗng và tô màu cho chữ E theo các nét đã có sẵn nha. Ok, bây chúng ta sẽ cùng nhau dở vở ra để thực hiện thôi. Tư thế ngồi viết bài, chúng ta phải ngồi thật là thẳng lưng này. Tay phải chúng ta sẽ cầm bút bằng ba đầu ngón tay. Tay trái chúng ta sẽ tí nhẹ lên quyển vở, sao cho quyển vở của chúng ta không bị quằn mép đấy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ tô thật là nhẹ nhàng, thật là từ từ, sao cho bài của chúng ta được đẹp nhất nhá. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.